Bài toán rủi ro và lợi nhuận luôn đeo bám suy nghĩ các nhà đầu tư, khiến họ suy nghĩ chọn cách vào lệnh. Phải có lợi nhuận cao hơn rủi ro mới an toàn. Cái này có phải là cái R chia R mà các bạn đang follow theo không? Cái này có phải là cái R chia R đúng không ạ? Mà đám đông bên ngoài đang follow theo không? Ăn là phải ăn gấp đôi, ăn là phải ăn nhiều hơn thiên hạ, thua là thua ít thôi, như vậy mới đảm bảo có tiền. Đúng rồi, đúng đó, đó. Các bạn đúng đó, đó. Nhưng mà market nó đi theo thế nào là chuyện của nó à. Tiền còn hay không là khác nữa à. Thị trường này nó không có dễ vậy đó các bạn ơi. Nó không có dễ luôn, có những cái kèo mà ăn là ăn nhiều hơn thua đâu. Thật sự luôn đó các bạn. Các bạn có thừa nhận với tôi không? Là mẹ gì luôn luôn có những cái kèo mà luôn có R cao, luôn có PB cao hơn cái SL. Mà mỗi ngày, chưa kể mỗi ngày các bạn lòi có mấy kèo như vậy nữa. Trời ơi, market này dễ ăn hả? Thực tế các bạn biết không? Thực tế đây, nhưng bạn có biết thực tế cách giảm rủi ro mất tiền tốt nhất là vào lệnh vì rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao. Cô nói đến đây thì các anh em học viên là nghe quá quen thuộc, tôi luôn nói câu này. Chúng ta vào lệnh bởi vì rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao. Nghe cái này thì thấy nó có vẻ giống như trên ở trên kia, nhưng nó khác hoàn toàn nha các bạn. Nó khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn. Ở trên đây chính vì chúng ta giữ một cái tư thế, một cái tâm lý chắc ăn, một cái tâm lý là muốn ăn của thiên hạ, nên chúng ta luôn chọn cái TB thì là nó phải nhiều hơn cái L. Chính vì cái tư duy đó cho nên nhiều lúc chúng ta gặp bất kỳ cái gì chúng ta thấy họ thu phí là chúng ta thấy trời ơi, thôi thằng này lùa gà rồi, thằng này dụ rồi, thằng này ABCD các kiểu rồi, thằng này nó chính vì cái tâm lý nó như vậy á. Tại vì sao? Bản chất trong thị trường này vốn không có dễ ăn các bạn ơi, không có dễ ăn thật, không có dễ ăn. Không phải lúc nào chúng ta, có những lúc chúng ta phải ăn SL là phải ăn thôi, có những lúc chúng ta phải chấp nhận SL thôi, đúng không? Có cô nói, cho nên cô nói nhân loại, có bạn nói là kiểu giống như mua hàng rẻ mà đòi hàng chất lượng. À đúng rồi đó, có nghĩa là giống như vào trong thị trường này á, là cứ muốn ăn nhiều hơn mà SL SL ít lại chút, là tâm lý đó là tâm lý chết người trong ngành tài chính á. Thật á, nó là nó về phạm trù tư duy á. Cho nên các anh em học viên mới vào là tôi luôn có 2 buổi là tôi nhồi, tôi tẩy não, tôi nhồi cái tư duy đó để không những cái đó, để cho các bạn tăng cái vaccine, chích vaccine vô cho các bạn tăng sức đề kháng là như vậy á. Và nguyên tắc vào lệnh của tôi các bạn để ý là tôi luôn vào với cái rủi ro thấp chứ cô không bị lợi nhuận cao, nhưng nhờ như vậy tiền cô không bị mất. Tôi luôn kiếm được tiền nhiều ít nhưng mà tiền cô không bị mất. Còn nhiều ông nhiều bà cho nó an toàn cài là TB phải nhiều hơn SL, ok làm đi. Tôi nói các bạn biết cách đây 1 năm rưỡi 2 năm, cái thời mà cô đi dạy Forex 1.000 đô 3 buổi offline á, cô dạy về R chia R hơi bị chuẩn á, mà hay hơn mấy thằng ở ngoài dạy nữa. Cô nói với các bạn đó, ở đây nhiều anh em học viên ai đã học từ cái khóa của 2 năm trước offline 3 ngày 1.000 đô, ai đã học đó rồi, có phải xác nhận với cô không? Cô dạy R chia R hơi bị chuẩn ấy, mà hay hơn cô nói nhiều ấy. Nhưng thực tế á, các bạn biết không, cái kết mà ăn SL nó cũng nhiều lắm ấy, cũng nhiều lắm ấy. Cái tư duy nó đúng chứ không có sai, nhưng thực tế không phải. Market nó không có dễ như vậy đâu. Thay đổi lại một chút, tìm những cái kèo rủi ro thấp vào kèo vì rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao nha. Đó, con GB nó lên bắt đầu chuẩn bị rút chân về, hầu như là chuẩn bị chuẩn với cái TB mà anh em mình đang đặt. Tại sao cô lại đặt cái TB này mà cô lại không đặt cái TB trên cái EMA 610 màu trắng? Nó đều có nguyên nhân hết. Và cái cách mà chúng ta học là chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân đó, chứ không phải là chúng ta tập trung, chúng ta vào chúng ta học để chúng ta kiếm được TB và SL. Các bạn thấy cái suy nghĩ của nó quá gì không? Đúng không? Các anh em học viên họ học không phải họ vào để họ 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 chuẩn bị họ ăn TB vậy hay là SL đâu. Cái họ học là họ phải hiểu được tại sao chọn chạm TB, tại sao chạm SL. Chính cái đó nó sẽ giúp cho anh em mình đi càng lúc càng xa, càng nhanh, kiếm được càng nhiều tiền. Có nghĩa là dù cho chạm TB SL chúng ta cũng phải hiểu được nguyên nhân của nó, lý giải được nó. Thì đi cái hướng đó thì sau này anh em mình mới tự đi bằng đôi chân mình được. Rồi chưa?